Đức thầy mình, Đức thầy nói rằng là Kim Sơn Phật ấy giáng sanh đành rành, là trên cái núi có cái chùa tên là Kim Sơn Tự, người ta mới tôn sùng ông Tế Điên Tăng là ông Phật là Kim Sơn Phật, cho nên Đức thầy nói là Kim Sơn Phật ấy giáng sanh đành rành. Đức thầy ngụ ý cho chúng ta biết rằng có một kiếp đó Đức thầy chính là vị Tế Điên Tăng đã tu đắc đạo trong thời kỳ Tam Hoàng. Câu đầu tiên em muốn hỏi anh Thành Hậu là rất là ít người biết Kim Sơn Phật là đức thầy của mình tái lai trở lại. Vậy thì cũng có rất là nhiều người nói đức thầy của mình là Ngài A Ca Diếp hoặc là Phật Thích Ca Mâu Ni. Đừng quên em. Vậy thì cho em hỏi thầy của mình là vị nào? Thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý chú, quý anh, trong cái chương trình hôm nay là chúng ta được một cái may duyên là trở về với một cái ngày đại lễ của Đức Phật Trùm lần thứ 146. Và toàn thể quý vị đã đến đây để hưởng ứng cái ngày lễ. Thì vừa qua được đứa em nêu lên cái ý, cái hỏi lên là Đức Thầy chúng ta là một là Phật Kim Sơn, Kim Sơn Phật, hay là Phật Ông Ca Diếp, hay là ông Phật Thích Ca. Thì cho nên nếu mà nói về tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì cái câu hỏi này rất là hữu ích. Nhiều khi mình nói là thầy mình là Phật, Phật Di Lặc, nhưng mà mình căn cứ vào đâu? Mình cái gì mình phải có căn cứ. Nhiều khi mình nói không á, mình không có căn cứ vào kinh sách á, thì lời nói đó là do mình bịa đặt thôi. Cho nên bất cứ cái gì mình phải đưa vào, một là thánh giáo lượng, thứ hai là đại thể lượng, thứ ba là tâm lượng. Có nghĩa là thánh giáo lượng đó là tất cả những cái kinh sách của Đức Phật đưa ra, mình có nương theo kinh sách được hay không, mình có nói giống kinh Phật hay không, hay là mình nói rời kinh Phật. Cho nên thứ nhất là mình nói bất cứ chuyện gì mình phải căn cứ vào kinh điển của nhà Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Tỳ Bà Thi vân vân, những vị Phật đó mình có nói đúng hay không. Vậy thì vừa qua ý đồng đạo đứa em hỏi lên, theo sự nghiên cứu của Thành Hậu, tức là Đức Phật, Đức Thầy chúng ta là một vị Phật Di Lặc. Tại vì cũng có những cái trong thập đại đệ tử á, thập đại đệ tử và một số quý vị mình cũng nói rằng Đức Thầy mình là Ca Diếp, Đức Thầy mình là Ca Diếp đó. Tại vì á, tại vì nó như thế này, cái người ta nói nó liên thông với nhau. Ông Ca Diếp sau khi mà ông, trước khi mà ông viên tịch đó, ông vào một cái núi Kê Túc. Núi Kê Túc là ba cái núi, nó có ba cái núi, tức là giống y như cái giò, cái hình giò con gà. Chứ Kê Túc tức là cái hình giò gà. Cho nên sau khi mà Ca Diếp sửa sạn viên tịch, Ngài ôm cái bình bát của Đức Phật, Ngài đi vào cái núi Kê Túc, Ngài nói rằng 67 ức năm sau sẽ có một vị Phật Di Lặc lập hội Long Hoa, ta sẽ đem cái y bát này để về trao lại cho ông Di Lặc. Cho nên một số quý vị mình suy nghĩ vậy là chắc ông Ca Diếp quá, tại vì ông Ca Diếp mới có mặt cái ngày đạo hội Long Hoa đó. Rồi một số những vị nữa đã nói rằng là không biết thầy mình là nghe nói đâu ông Kim Sơn Phật nữa. Tại vì Đức Thầy cái cho biết là Kim Sơn Phật ấy giáng sanh đành rành. Như vậy là Đức Thầy mình đích thực là ai? Để cho mình cởi mở về vấn đề này. Tại vì mỗi một Đức Phật á, mỗi một thời ra đời, cũng như Phật Thích Ca, tại sao ông tên là Phật Thích Ca? Cái kiếp đó là kiếp thứ 7 của Ngài. Cái kiếp thứ 7 sau khi, cho nên Ngài vừa sanh, Ngài vừa là trong cái cánh tay của hoàng hậu chui ra thì đi 7 bước 7 bông sen, đó là kiếp thứ 7 của Ngài. Thì kiếp nào lên Ngài cũng đi tu vô lượng khổ hạnh, vô lượng công đức, cuối cùng Ngài thành đạo thì người ta tôn cái hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni, cái nghĩa, hiểu cái nghĩa của bên tiếng Phạn là năng nhân tịch mặc, gọi là năng giả phi thiên quyền phương tiện khúc tụ cơ nghi, nhân giả trí đức hồng ân phổ kim dạng lội thị đệ tử lợi vật giả, rồi tịch tắc trừng nhiên bán độc đốn tích dạng duyên, mặt tác mộc nhĩ văn ngôn vĩnh ly hí luận thị đại trí mi lý giả. Có nghĩa là cái hiệu là Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc, tức là năng nhân là có một cái quyền hay khéo để độ mọi người là năng nhân. Còn tịch mặc là gì?
tịch là tịch tắc trần nhiên bát độc đốn tích dạng nhiên, có nghĩa là vắng lặng. Rồi mặt tác mộc nhĩ tức là không có rời, có rời đi tất cả những vui hí như thế gian, giống như mình nói chơi này nói chơi kia để cho người ta cười. Còn Phật Thích Ca ngài không bao giờ có một lời nói nào gọi là vui hí hết đó. Vậy thì cho nên ông Phật Thích Ca cái kiếp ở tại Ấn Độ là ông tu, ông lấy cái hiệu Phật Thích Ca. Rồi Đức Thầy mình có một cái kiếp đó là ông Phật Kim Sơn. Tại sao vậy? Tại vì sau khi vào cái thời kỳ á, là Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng, trong thời kỳ đó những vị vua đó có một vị này, ông vua này ông sanh ra một cái cô công chúa này 18 tuổi không nói chuyện được, không bệnh hoạn gì hết, lương y tất cả mọi nơi đến để trị bệnh mà ông học cô này không có bệnh mà không nói chuyện được. Như vậy thì ông vua mới treo cái bảng này để là nếu ai mà làm cho công chúa nói chuyện được sẽ chia nửa gian sang. Cho nên tất cả mọi người trong và ngoài nước ai nấy cũng đổ xô về, nhưng mà cái bệnh của công chúa bây giờ là tất cả lương y không ai trị được, mà bây giờ ai đâu dám trị. Trong lúc đó ở trên chùa Kim Sơn Tự, ở trên chùa Kim Sơn Tự có một vị này tên là Tế Điên Tăng. Cho nên Đức Thầy nói là ta điên thở tam hoàng thượng cổ, khùng thế thời khùng lộ ngoài gia. Ông Tế Điên Tăng này có một vị sư huynh. Ông vị sư huynh đó, ông đang ngồi ông niệm Phật. Ông suy nghĩ, ông nói cái chùa mình bây giờ nghèo rách mà không có tiền lợp. Phải mà mình biết trị bệnh, mình đi xuống mình trị bệnh công chúa, cái mình đem tiền về mình lợp cái chùa. Khởi tâm lên là cái ông Tế Điên bên kia, Tế Điên Tăng bên kia ông nghe ông hiểu được, tại ông đắc đạo rồi, ông hiểu được cái tâm niệm của sư huynh mình muốn là có tiền để xây dựng cái chùa. Qua nói thôi sư huynh ơi, sư huynh xuống dưới gỡ cái bảng đi, tôi sẽ có cách, tôi sẽ trị được công chúa hết bệnh. Ông sư huynh này nghe hay quá, tại vì hiện giờ mình đang ước ao là có một số tiền để xây dựng cái chùa, mà bây giờ đã thực hiện theo cái tinh thần đó rồi thì bây giờ rồi nó bây giờ sư đệ chừng nào xuống chữa bệnh, nó 7 ngày sau sư huynh xuống gỡ cái bảng. Ông vua ông nói sư huynh nói là 7 ngày sau có người xuống để chữa bệnh công chúa. Sau khi gỡ cái bảng rồi, ông vua quá mừng luôn. Công chúa 18 năm không nói chuyện được mà bây giờ có một ông sư, ổng lại một vị thầy mà mở cái bảng này là quá quý rồi. Bây giờ dạ thưa bạch thầy, thầy trị bệnh con của trẫm bằng cách nào? Lúc này ông sư huynh này nói tôi không có trị. À, em tôi trị. Nó đâu được, bây giờ em không trị rồi sao? Cái này là cái chuyện lớn nha. Ông thấy cái bảng không? Ai trị được thì chia nửa văn sang, ai trị không được là chém đầu, để phạm tội khi quân. Ông này cũng nói vậy rồi sao? Nói sao bây giờ nếu mà ông gỡ xuống thì ông phải chịu trách nhiệm. Rồi chứ sao giờ gỡ chịu trách nhiệm. Thì cuối cùng là ông này mới rồi đồng ý lăn tay ký tên đâu đó đàng hoàng. Về nhà ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba đi qua lại cái cốc, thấy ông tới đêm ngồi ông cốc hoài, ông không đi đâu hết trơn. Tưởng là ông đi kiếm thuốc hay hoặc là này kia nọ để ông đi trị bệnh cho công chúa, mà bây giờ ông ngồi ông cốc hoài. Nói cho mau đến ngày thứ sáu, ông này ông hết niệm Phật rồi, ông sư huynh hết niệm Phật rồi. Tại vì ngày thứ sáu, ngày thứ bảy là chém đầu. Mà cái ông sư huynh mình là ông thư đệ mình, ông làm tới đi ngồi quái trong. Mà cái lực người tu là cái người ta đang nhập định là không bao giờ kêu, không bao giờ đụng, không bao giờ chạm. Thà quậy đục nước hà sông, đừng để động lòng người hành đạo. Cho nên những cái vị này là người ta không dám nhúc nhích, ông này không dám nhúc nhích. Nhưng mà bây giờ nếu mà không đụng ông này đó, đụng thì phạm giới. Cái người tu mà không đụng là bay đầu. Thấy không? Tại vì đến ngày thứ bảy là phải chém đầu rồi. Thôi nói cho mau, thì đến đúng ngày thứ bảy thì ông bặn áo mão từ lưu vô, đội là mão đồ vô, ông sư mà bặn đồ này kia nọ trang nghiêm đặng xuống dưới để chịu tội. Tại 7 ngày không xuống dưới trị bệnh chịu tội con gì đó. Thì sửa sạn bặn đồ vô thì tự nhiên nghe xa giá từ dưới núi đi lên đó, trống kèn đâu đó là vua mà đi lên mà thèn ơi làm cho tất cả mọi người là người ta đi lên tiền hô hổ hủng. Ông này nó đòi ông vua lên bắt mình không ai chứ. Thôi mau mau đi lẹ xuống dưới đặng quỳ giữa đường đặng lại ông vua đặng miễn ông vua miễn tội. Thì sau khi ông vua nhìn thấy xa xa thấy tiền đây là ân nhân của mình mà quỳ ở dưới như thế này, thôi mau mau xuống. Ông vua là xa giá xuống thân hành xuống là đỡ ông này lên. Nó chàng ơi ngài là ân nhân mà ngài quỳ gì nó, ủa tôi ân nhân vậy đó. Nó tiền ơi ngài trị cho công chúa hết bệnh rồi nè, công chúa lên để tạ ơn ngài nè. Nó vậy sao? Thưa quý vị đó, cho nên mấy ông này mới hiểu ra rằng là Tế Điên đã phân thân xuống dưới trị bệnh rồi. Cho nên Đức Thầy nói rằng là Kim Sơn Phật ấy giáng sanh rành rành, là trên cái núi có cái chùa tên là Kim Sơn Tự. Người ta mới tôn sùng ông Tế Điên Tăng là ông Phật, là Kim Sơn Phật. Cho nên Đức Thầy nói là Kim Sơn Phật ấy giáng sanh rành rành. Đức Thầy ngụ ý cho chúng ta biết rằng có một kiếp đó Đức Thầy chính là vị Tế Điên Tăng đã tu đắc đạo trong thời kỳ Tam Hoàng. Đó, cho nên có một hiệu khác là Kim Sơn.
Và thêm một nữa, đây là mình căn cứ thôi, chứ Đức Thầy không bao giờ Đức Thầy nói tôi ta chính là ông Phật Di Lặc. Đức Thầy không có nói, tại vì Đức Phật nó có 10 hiệu. Ứng cúng là chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giả đều ngự dựng phu thiên sư vô thượng sĩ Phật Thế Tôn. Tức là cái người ta tôn sùng thôi, chứ thầy mình không bao giờ xưng. Mình căn cứ vào Di Lặc, thượng sanh Di Lặc, hạ sanh tông kinh, ngài đã nói rằng cái đời mạt pháp này Đức Phật Di Lặc mở lập hội Long Hoa, mà Đức Thầy nói là Long Hoa tiên Phật đáo ta bà lừa lọc con lành diệt quỷ ma, hay là hoặc là hội Long Hoa chọn kẻ tu mi người hiền đức đặng phò chân chúa, là Đức Thầy có một cái sứ mạng lập hội Long Hoa. Thì mình phải căn cứ rằng sau này ông Phật Di Lặc lập hội Long Hoa, mà Đức Thầy mình chịu trách nhiệm lãnh năm sắc lệnh để lập hội Long Hoa, thầy mình chính là Phật Di Lặc. Dạ. Thì nếu nói về cùng thời đó, tại vì nếu nói về bên cõi trời Đâu Xuất, thì sau khi một vị Phật Thích Ca và ông Phật Di Lặc, hai vị này đang ngồi ở trên cõi trời Đâu Xuất đang thăm thì nhập định và quán xét rằng có căn cơ chúng sanh có đủ căn cơ xuống để mà giáo hóa hay không, đất nước nào để vào và cái cha mẹ nào để vô để làm con. Cuối cùng là ông Phật Thích Ca cầm một cây kim cang, ông Phật là Di Lặc cầm một cây thiền trượng và nói rằng hai ông mới giao với nhau, nếu cây nào mà nó chỗ bông sen trước thì vị đó sẽ được xuống để giao hoa trước. Cuối cùng là ông Phật Di Lặc bên đây ông chỗ lên cái hoa sen, ông Phật Thích Ca ông cầm cái kim cang nhưng mà không có chỗ, cái gì cũng chưa đến, nhưng mà ông nóng lòng vì dạy chúng sanh cho nên ông nhổ cây bông sen bên đây, ông qua ông cầm cái bông sen bên ổng đi, cho nên ông Phật Di Lặc mới mở mắt lên mới nhìn thấy sư qua là một vị này đã nóng lòng vì dạy dỗ chúng sanh cho nên mới nhổ cái bông sen như thế đó. Cho nên là ông Phật Thích Ca ông xuống trước tại Trung Ấn Độ đó. Và bên Ấn Độ nó có rất giống như cái của đất nước Việt Nam, ở trên là có Huy Mã Lập Sơn Ấn Độ, bề cao là 8.890 thước, gần 9 cây số, ở dưới có một con sông Hằng và một rạch đi liên thiền. Và hôm nay Đức Thầy ra đời cái mô hình dẫn y rang, ở trên và có dải Thất Sơn, ở dưới có dòng sông Cửu Long và có con sông Tiền và con sông Hậu và có chính giữa gạch Dàm Nao. Cái mô hình là rất giống với nhau, cái bản đồ y như nhau như một. Như vậy thì Đức Phật Di Lặc đó và Phật Thích Ca là cùng thời với nhau, nhưng mà cái nhân duyên của ông Phật Thích Ca xuống trước bên Ấn Độ lập cái Linh Sơn Hội tại núi Linh Thú Sơn, rồi Đức Thầy chúng ta là Phật Di Lặc là vị Phật tương lai sau này để xuống lập hội Long Hoa. Tại vì Đức Thầy có đoạn khác Đức Thầy cho biết là gậy kim cang đưa chúng lên đường, kiếp nương theo trực chỉ tay phan đến cực lạc tìm nơi an dưỡng. Tức là Đức Thầy có nhắc lại ông Phật Thích Ca cầm một cây kim cang để mà dạy dỗ chúng sanh. Vậy cho em hỏi là Phật Thích Ca có thập đại đệ tử, vậy thầy mình có bao nhiêu đệ tử? Dạ. Thì mỗi một vị giáo chủ ra đời đó, số đệ tử tăng. Đầu tiên nếu nói về cái hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Dạ. Tại sao bây giờ nói tại sao gọi là thập đại đệ tử? Tại sao vậy? Bây giờ cái nguồn gốc. Ngày xưa sau khi mà Thái tử Thỉ Đạt Ta nhiều tiền kiếp á, nhiều tiền kiếp nha, là ngài là một cái người võ sĩ rất là giỏi, đó là thường là binh vực lẽ phải và rét ghét nhất những cái người mà hà hiếp cái người dân nghèo dân lành, cho nên đi cùng thiền với một cái tớp ăn cướp. Sau khi mà đi trên thương buôn đó thì 10 người ăn cướp là giết người mà nó leo lên chiếc thuyền, và trong đó là một vị dũng sĩ đó cùng có mặt trên chiếc thuyền. 10 tên cướp này mới móc gươm giáo ra để giết tất cả những mấy trăm người thương buôn để mà cướp bóc hà hiếp tất cả. Vị dũng sĩ này suy nghĩ, nhanh trí suy nghĩ rằng bây giờ nếu mình mà không đứng lên đánh đuổi 10 tên này thì 10 tên này sẽ giết mấy trăm người. Phải so sánh vậy là mình phải giết 10 người này để cứu 100 người, chứ nếu mà không giết thì nó sẽ giết hết bên đây. Ngài mới dùng cái gươm của mình là chém sắt như chặt bùn, nếu nói về võ nghệ cũng như giống như chuyển chiêu vậy đó nghe, giỏi đó nghe. Cho nên quý vị nghĩ coi, thì ông mới dùng cái kiếm và đường gươm của mình rất giỏi, ông trong nháy mắt ông giết 10 tên cướp. Và ông sau khi giết xong ông nguyện giái: hôm nay ta vì chữ nghĩa mà giết các ngươi, ta thề sau này nếu ta tu vô thượng chánh đẳng chánh giác ta thành Phật, các ngươi là người đệ tử đầu tiên của ta. Cho nên nhân duyên đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, 10 vị này chính là 10 tên cướp ngày xưa Đức Phật đã giết.
cái nhân duyên với nhau. Rồi, tới Đức Thầy chúng ta. Đức Thầy cho biết đó, lập cho rồi tam thập lục nhân, ông Phật Thầy Tây An, ông có 12 vị đệ tử, thập nhị hiền thủ, Đức Cô Quảng, Đạo Ngoạc, Ngoạn, Đạo Lập, vân vân, nói chung là 12 ông. Tới Đức Bổn Sư là 24 vị, 12 ông trò, 12 ông gánh. Số đệ tử nó tăng lên, làm việc mới hết. Tới Đức Thầy mình, Đức Thầy cho biết đó là lập cho rồi tam thập lục nhân. Nhiều ông nói vậy Đức Thầy lập có 36 ông, mấy triệu người ta mà tự nhiên Đức Thầy dạy còn có 36 vị sao? Đâu phải, 36 vị đại đệ tử. Tức là Đức Thầy ra đời sau này ông Phật Di Lặc, những người bên cạnh ông để đi theo phò vua giúp nước, hay hoặc là giúp tất cả cái công việc gì đó để cho Phật Di Lặc là 36 vị. Cho nên gọi là lập cho rồi tam thập lục nhân là 36 vị là đệ tử của Đức Thầy. Sau này là đại đệ tử là 36 vị, chứ không phải là 10 vị cũng như ngày trước kia. Dạ. Dạ. Còn nữa, vậy tại sao gọi là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Như Bổn Sư Thích Ca, Đạo Phật Thích Ca là khác, thầy của mình là Kim Sơn Phật là khác. Vậy tại sao Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có gì liên quan với nhau? À, với ông Bổn Sư này ha, ông Đức Bổn Sư này ha, nó có Bổn Sư Ba Chúc ha. Dạ. À, nó có tại sao mình niệm, ý nó là tại sao mình niệm ông Bổn Sư đó là phải ông Bổn Sư kia không ha. Dạ. Dạ. Thì cho nên mình nghe cái câu nguyện đó là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, đọc hết á, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là ông Phật Thích Ca. Nếu nói về hiện tại là ông giáo chủ ở cõi Ta Bà, là mình nguyện giái hàng ngày là nguyện giái ông Phật Thích Ca. Tức là mình nguyện giái là tại vì Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, Ta Bà là ở đây nè Ta Bà, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là mình nguyện giái là ông Phật Thích Ca, chứ không phải là ông Đức Bổn Sư ở tại Ngô Lợi ở núi nước. Dạ. Còn cái câu này nữa là ai cũng nói hiện tại là mạt pháp, vậy mạt pháp ở đây có nghĩa là hết rồi, không còn pháp nữa, hay là còn ý nghĩa nào khác trong cái từ mạt pháp? À, hay là vào thời mạt pháp, trình độ và Phật pháp căn cơ của mọi người quá thấp nên thầy mới rút ra tất cả các kinh trong bài ngũ nguyện. À. Tức là ý là cưng hỏi lên là cái mạt pháp là cái chánh pháp nó không còn, phải không? À. Nhưng mà bây giờ tại vì sau khi mà Đức Thầy chúng ta ra đời giải đạo là cái năm đó là năm 1939, Đức Thầy cho biết cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành, bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Tại vì lúc mà Đức Thầy ra đời giải đạo, Đức Thầy nói là mỏ chuông bài đọc tụng ó la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý, dòm trước mắt thấy điều tà mị nên động lòng bắt ái dại răng, réo những ai lợi dụng làm sằng cho suy sụp chơn nhân mờ mịt. Như vậy thì lúc Đức Thầy ra đời á là năm 1939 á, những vị thầy á, thầy đám á, gọi là mượn kinh luân tụng muốn lấy tiền. Đây là Đức Thầy chỉ những ông thầy đám nha. Tức là lấy cái kinh Phật, cái kinh Phật đó ngày xưa đó, thí dụ như chú Đại Bi hay hoặc là kinh Bát Nhã, Kim Cang vân vân, những cái đó để động cho những vị siêu thoát. Rồi những ông thầy đám, Đức Thầy chỉ những ông thầy đám đó là chỉ mượn kinh luân tụng muốn lấy tiền, cho nên mấy ổng sai về vấn đề kinh pháp lúc Đức Thầy ra đời. Cho nên Đức Thầy phải than cả ngàn năm là sao? Hồi lúc Tổ Huệ Năng Bạc Kiền Y Bác hồi 713, hồi cái năm 713 đến năm 1939 là cả ngàn năm, trên dưới 1000 năm nhân tâm sao xuyến. Tức là trong thời kỳ này đó, gọi là riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật, trong bá tánh sầu thành chắc ngất, mãi nghi nan chẳng biết nàng nào, muốn tu cũng không biết ông nào chánh, ông nào tà, không biết như thế nào. Cho nên Đức Thầy ra đời giải đạo, ngài sơn minh đạo Phật để giảng hồi đạo nhân. Ngài đưa ra một cái chân lý chánh pháp là Đức Thầy nè, làm vô vi chánh đạo mới màu, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, phải tìm kiếm cái không mới có. Là Đức Thầy chúng ta quy nguyên chân truyền Phật Tổ và canh tăng giáo điều. Quy nguyên là gì? Quy nguyên là đem cái nguồn gốc của ngày xưa và canh tăng giáo điều. Canh tăng là gì? Là sửa đổi lại cái mới, cái tên mới, nhưng mà cái nguồn gốc là cũ. Tên mới là gì? Cái tên mới là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngày xưa trong kinh Đức Phật nói là thứ nhất là Ân Quốc Dương. Bây giờ Quốc Dương nước Việt Nam mình đâu còn vua. Sau khi ký hiệp định Geneva năm 1954 là đã giao quyền vua lại cho Ngô Đình Diệm,
là không còn vua chúa nữa. Cho nên đó là kể từ đó là từ ngày cách mặt cửu trùng thay đời đổi cách bất tùng thánh tiên không còn vua nữa. Vậy đến cái ngày sau khi Đức Thầy ra đời đó là Đức Thầy giải là ân đất nước. Đổi tên lại nhưng mà vẫn ân bình thường. Đất nước chứ không nói mà ân quốc vương, ta nói ông giáo chủ ông dốt. Bây giờ còn vua đâu nữa, ông Thái Lan có vua hoặc là ông Campuchia có vua, ông Nhật Bản có vua, còn nhiêu còn nước đâu nữa vua. Việt Nam mình nếu mà nói ân quốc vương ta nói Đức Thầy sao mà dốt. Cho nên Đức Thầy đổi lại ân đất nước nhưng mà vẫn có y như vậy, giống như cái tên đổi thôi, gọi là canh tân giáo điều. Đúng không? Rồi, thêm nữa là ân phụ mẫu, ngày xưa là ân phụ mẫu, Đức Thầy hôm nay nói nè, ân tổ tiên cha mẹ, ông Phật ngày xưa nói ân phụ mẫu là ân cha mẹ thôi. Con bây giờ mà nói ân cha mẹ là anh bỏ ông nội bà nội. Đâu lo ngoại ngoại đâu. Đức Thầy nói là ân tổ tiên và cha mẹ, muốn đền ơn cha mẹ phải biết tổ tiên, ông bà nội ngoại của mình. Đó, rồi ân tam bảo, rồi cuối cùng nữa là ân chúng sinh, ngày xưa ân chúng sinh bây giờ Đức Thầy đổi lại là ân đồng bào nhân loại. Vậy thì cái mạt pháp là gì? Mạt pháp là một thời kỳ cuối cùng của chánh pháp. Nhưng tại sao Đức Phật ngày xưa đó, Đức Phật nói với A Nan, ông A Nan đó, Đức Phật á, cái chánh pháp của ngài truyền được 1000 năm. A Nan ổng sinh cho người nữ vô tu, cái chánh pháp còn 500 năm mà. Mấu chuyện như thế này. Sau khi bà Di Đề Hy và tất cả cung phi mỹ nữ đến xin quy y, Đức Phật nói: "Tôi cho ông biết, nếu chánh pháp tôi tồn tại được 1000 năm mà những người nữ vô xuất gia nói đây mà người nữ đừng buồn, đây là Đức Phật nói. Nếu người nữ vào xuất gia thì chánh pháp của ta còn chỉ 500 năm thôi." Không có cho. Cuối cùng ông A Nan ông ngày đêm ông xin lỗi, tại vì mấy bà gì nè, những cái vị mà cung phi mỹ nữ trong kiều đó lội bộ, người ta là đi có người khiêng không à, mà bây giờ lội bộ cả mấy cây số, mấy trăm cây số, cả ngàn cây số, vài chục cây số, vài lội bộ nó mức độ là máu ha, cái giò là cái máu là đến đi tới đâu là dính máu tới đó. A Nan là ông động lòng, mấy bà này mới nói ông A Nan bạch đại đức vô xin với Phật cho con tu, tại vì mấy ông tu được không, lẽ đây ta tu không được, Đức Phật không có cho. Cuối cùng A Nan mới nan nỉ 3 ngày 3 đêm như vậy đó. Đức Phật mới cho ngay người nữ xuất gia, cuối cùng là chánh pháp còn chỉ 500 năm thôi. Như vậy thì kể từ đó cho nên Đức Phật mới đưa ra là thứ nhất là giải thoát kiên cố. Thứ hai là thiền định kiên cố. Thứ ba là tháp tự kiên cố. Thứ tư là đấu tranh kiên cố. Là cái thời kỳ này. Đó, vừa đấu tranh kiên cố nè, vừa tháp tự kiên cố nè. Vậy thì ý nói là cái mạt pháp là cái cuối cùng, cái đuôi của cái chánh pháp Đức Phật ngày xưa. Nhưng mà Đức Thầy ra đời dạy đạo thì khác. Đức Thầy ra đời dạy đạo thì khác. Tại Đức Thầy đã lấy cái chân truyền rồi. Đức Thầy nói rằng quá mắc mỏ bởi chân phản ngữ. Thì bây giờ cái tiếng phạn không à. Thì hôm nay Đức Thầy ra đời dạy đạo, tức là lấy một cái con đường dạy tiếng Việt, hiểu liền. Bây giờ trong kinh chú giảng sanh như thế này là mình đọc mình hiểu không? Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha và Đa Diệt Đà Tha. A Di Đà Tắc Đan Bà Tỳ, A Di Đi Đô Tỳ Đa Ca Lăng Đế, A Di Đi Đô Tỳ Ca Lăng Đa, Già Di Nị Già Ha, Chỉ Ca Hệ Ta Bà Ha. Đó là bài chú giảng sanh. Ai vô cũng tụng Nam Mô A Di Đà Bà Già Tha gì đó. Đọc gì mà không hiểu gì. Đức Thầy ra đời dạy nè: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Hiểu không? Ai cũng hiểu chứ. Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, nay con thành tâm cầu nguyện cho Võ Thành Hậu hay gì đó được siêu thăng lên miền Phật cảnh, tốc độ trầm lưng vậy đó. Thì bây giờ cái đó là nghe hiểu liền. Hiểu liền, cho nên Đức Thầy dạy tiếng Việt ra đời. Đó, như thế thì hôm nay gọi là tuy rằng nói mạt pháp nhưng Đức Thầy ra đời dạy đạo thì đem cái chánh pháp của Đức Phật ngày xưa, Đức Thầy đã cho biết rằng lời của Đức Thầy là chân truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa. Rồi cho nghỉ mệt cái uống nước đây.